Anh ơi, các cái cây này thì nó gọi là một chín một mười như nhau thôi. Cặp rất là đẹp. Đây em gửi anh một cái sự kết hợp khác của hai cái cây này. Để anh ưng thì em gửi chính xác cặp này luôn ạ. Lộ thân trên 60, tổng chiều cao của cây tầm một một đến đâu lại. 1 2 3 trên 40. 8 90. Cây cao khoảng tầm 90, lộ thân trên 40. Còn đâu gốc của nó thì to hơn ngón tay cái của em. Tán cây nào cũng đẹp tròn xe luôn ạ. Đấy. Cái cặp này cũng đẹp. Anh Hưng thì để em gửi cặp này ạ. 097 797 3535 ạ nhé. Các bạn có nhu cầu muốn mua cây bạch thiên hương ạ. Hoa kép trắng muốt, bông rất là đẹp thì vui lòng alo ạ. 097 797 3535 ủng hộ giúp nhà mình ạ. Cảm ơn các bạn nhiều ạ.